Số 7. Số 7 cao 4 ô ly, rộng 2 ô ly. Số 7 có 4 nét: nét xiên ngắn, nét ngang, nét xiên dài và nét thẳng ngang ngắn. Cách viết: đặt bút ở đường kẻ dọc 1 giữa hai đường kẻ ngang 4 và 5. Viết nét xiên trái ngắn từ dưới lên trên. Đến đường kẻ ngang 5 thì dừng lại. Nét 2, nét thẳng ngang từ điểm dừng bút của nét 1. Viết tiếp nét thẳng ngang hơi võng ở giữa. Đến đường kẻ dọc 4 thì dừng lại. Nét 3, nét thẳng xiên từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng ngòi bút, viết tiếp nét thẳng xiên dài từ trên xuống dưới. Đến đường kẻ ngang 1, đường kẻ dọc 2 thì dừng lại. Nét 4, nét thẳng ngang ngắn từ điểm dừng bút của nét 3, lìa bút lên trên đường kẻ ngang 3, cạnh đường kẻ dọc 2, viết nét thẳng ngang ngắn, cắt ngang nét 3. Bây giờ các con quan sát lại cách viết số 7 và chúng mình cùng luyện viết theo nhé.